AFC Asian Qualifiers Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Và phối hợp rất bình tĩnh và rất nhịp nhàng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Xem rất trường là của Hoàng Đức. Phan Văn Đức. Sút nhảy rất tốt. Vào! 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Và đó là một dấu chấm hết dành cho đội tuyển Trung Quốc. Cú dứt điểm không phải là quá mạnh của Phan Văn Đức, nhưng đó là một cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Thủ thành Yang Chu Linh đã bay người hết cỡ, nhưng chừng đó là không thể đủ để ngăn cản niềm vui của đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ. Chúng ta đã nói với việc là các cầu thủ Việt Nam có thể ru ngủ đội bạn. Họ có thể ru ngủ đội bạn nhưng vẫn tung ra một cú đánh quyết định. Và điều đấy đã đến rất nhanh. Và chúng ta đang được chứng kiến một sự trở lại nữa. Tiến Linh đã bị đặt rất nhiều những nghi vấn về phong độ. Ngày hôm nay anh đã ghi bàn. Phan Văn Đức cũng là một trong những cái tên ở đội tuyển Việt Nam đã bị chỉ trích tương đối nhiều trong thời gian vừa qua về mặt phong độ. Và vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến một pha ghi bàn quá đẳng cấp, quá đẹp mắt của Phan Văn Đức. Cú dứt điểm là không thể cản phá. Một cú đá má ngoài chân trái và bóng rất xoáy. Hãy xem siêu phẩm này của Phan Văn Đức. Rất xoáy. Quả bóng rất xoáy và hoàn toàn làm bó tay thủ thành Yang Chu Linh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.